Được chưa? Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của điện máy Bình Sơn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một linh phụ kiện, một chi tiết vô cùng nhỏ, giá thành hợp lý nhưng mà công dụng của chúng mang lại thì lại vô cùng hiệu quả. Và mình tin chắc một điều, nếu bác Đao có thể ngồi cạnh mình ngay lúc này cũng phải thốt lên là tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi, tôi chưa gặp những sản phẩm nào chất lượng như này cả. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Nếu mà tôi quất mấy chục chiếc rồi. Tôi, mày đừng có bùng phát, mày đừng có mồm điêu đi. Tham lam, ngu dốt. Vậy nên phụ kiện đó là gì? Thì đây chính là câu trả lời dành cho các bạn. Đó là phần cốt xoay chống xoắn dây dành cho dây xịt áp lực. Và như các bạn đã thấy thì về mặt chất liệu thì được làm inox chống dỉ, giúp chống chịu được sự ăn mòn của hóa chất, thuốc trừ sâu và sự ăn mòn của thời gian. Về mặt cấu tạo thì cũng được chia thành 3 phần chính, đó là phần gen đực ngoài và phần gen cái. Về phần gen đực thì có một lớp răng ở phần dưới này, giúp tạo khớp nối vừa xe vô cùng khít hiền khịt luôn. Vừa xe vô cùng khít hiền khịt luôn. Xin cô hãy tôn trọng hàm răng của mình. Và đặc biệt hơn cả, đó là một chi tiết rất là nhỏ nhưng mà quyết định được công dụng của sản phẩm. Đó là phần cốt xoay 360 độ này, giúp tạo các liên kết giữa cuộn dây 50m, 100m, 200m, tránh cái tình trạng các bạn gặp phải như cuộn dây bị gập, bị xoắn, bị gãy. Và không lan man dài dòng nữa, mình xin được quay video chi tiết về sản phẩm để các bạn đánh giá được chất lượng của sản phẩm. Nếu bạn có nhu cầu hãy cập nhật thông tin sản phẩm dưới phần mô tả. Hãy like và subscribe kênh để đón chờ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.